Xin kính chào quý vị và các bạn. Tình cờ đi ngang qua đây thì anh em chúng tôi phát hiện ra một con cá voi xanh đang bị mắc cạn trên một cái bờ sông. Thì bây giờ anh em chúng tôi sẽ tới và review khám phá cho các bạn cùng xem. Wow, đây các bạn ơi, một con cá voi xanh phải nói là siêu to khổng lồ và đang bị mắc cạn ở trên dọc cái bờ sông đây. Đấy. À, một con cá voi được mang tên Kome là cô, phiên bản màu xanh, nhìn rất là to đấy các bạn ạ. Một mình nó sừng sững nằm ở đây. Đấy, mắc cạn như thế này mà không ai mang đến giải cứu các bạn. Ôi trời ơi, dã man, con này phải nói đây, khủng đấy các bạn ạ. Nhìn sơ qua thì cái nào cũng khủng cả. Từ xích cũng khủng này, rồi gầu cũng khủng này, cần cũng khủng luôn. To đấy em nhờ. Ôi cái gầu này phải đến 2 mét đấy. To không? To dã man. Rồi, để anh em chúng tôi xem khám phá từ đâu đến các bạn này. Trời ơi. Thì theo trên thông số ghi ở bên dọc bên trên thân máy này thì con này đang đề là SK400 các bạn ạ. To ấy chứ nhỉ. Đâu thế nào? Trời ơi cái gầu các bạn ơi. Trời ơi. Thế nào? Gần mình luôn. Chú được mét mấy? Em được mét 80. 80. Ôi ôi, quả gầu cao 1m80. Siêu to luôn. Rồi ơi, mắc cạn đâu. Bề ngang to không em? Bề ngang này phải đến tầm đấy nữa. Đấy, bề ngang 1m8 cơ. Trời ơi, quả gầu phải nói dã man nhờ. Ôi ôi. Ôi rồi. Đâu xem bề sâu có rộng không? Sâu đây. Đây, ở trong này. Chắc là được gần 1m. Trong lòng thì chui vào nè. Cái này mà gặp phải trời mưa ấy nhờ. Vào đây chú mưa thì thôi rồi. Vào đây chú mưa chú rét nhờ. Ôi, phải nói là con này là một con khủng long. Đúng là một cá voi xanh đang bị mắc kẹt trên đây bạn ơi. Một cái gầu quá to. Thì con này ngày xưa chắc khả năng con này ngày xưa là gầu kiểu gầu zin ấy. Nên chắc được hàn nối ra đây này. Có những cái vết hàn đây các bạn này. Đấy, có những cái vết hàn đây là để mở rộng cái gầu này ra. Tức là mỗi bên nó mở rộng ra khoảng 30 phân. Tức là hai bên là khoảng 6-70 phân. Ôi quá to luôn, siêu khủng luôn. Ôi con này cabin trượt nữa rồi anh ạ. Chồng cabin 2 tầng nữa. Đây, xích con này chú xem cao không? Xích con này quá cao luôn. Con này chắc là trước là làm trong mỏ ra đây. Phải mỏ không? Chắc là bản ở trong mỏ đây rồi. Bản trong mỏ theo các bạn ơi. Xích này, riêng con dòng này thì xích nó khác lạ so với một số dòng các bạn đã nhìn thấy này. Xích rất là độc đáo. Cái phần mặt xích này này, nó bằng tịt luôn. Đấy, nó bằng tịt luôn này. Cái này thì rất là thích hợp khi mà mình bò ở trên cái phần đường nhựa hoặc là đường bê tông đúng không? Vì là khi mà cái phần này mình bò lên đường bê tông nó hay bị trượt thì nó không cày đường bê tông lên. Nhưng đổi lại cái con này mà đi làm lầy thì rất dễ bị lầy vì nó trượt các bạn ạ. Đấy, bản xích thì đây, bên trong này, như kiểu bản xích AA ấy, đây, bên trong thì nó khuyết ở đây. Nhưng ở cái phần phía bên ngoài thì cái mặt thì nó bằng lại. Thì con siêu phẩm này là đang đề ở đây là Dynamic Acera SK400. Nhưng mà theo cái máy và theo cái phần gầu thì con này nó chỉ rơi khoảng 300 thôi các bạn. Con này không đến 400. Con này chắc là được dán lại tem thôi. Vì máy 400 nó rất là to các bạn ạ, chứ không có nhỏ như thế này đâu. Cộng với là hiện tại con này là đang có khoảng 7 cục ga lê đúng không? 7 cục ga lê tì ở dưới thì con này chỉ rơi vào khoảng máy 300 thôi chứ không lên tới 400 được các bạn ạ. Đấy, trông dã man này. Ôi cầu xích này. Cầu xích con này thì không biết ngày xưa nó làm cái gì. Nhưng bây đến thời điểm này thì hiện tại nó đang làm ở đây rất là mới mẻ đấy các bạn. Xích xiếc vẫn chưa bị rão nhiều và cái phần bánh răng bánh sao ấy vẫn còn xịn xò lắm. Đây vòng đằng này xem nào, đang có gì hot không? Đây. Máy công trình, con này thuộc máy to. Ô có cái dây gì kia? Dây này là chắc là lắp máy điện rồi. Con này chắc là lắp thay động cơ rồi. Đây bạn ơi, đây là cái nguồn dây. Con này hiện tại đang ở một cái bãi cát thì khả năng con này đang được cái luồn một cái dây điện vào để làm động cơ điện. Con này máy điện rồi. Nếu mà cùng một phân khúc máy điện và máy chạy bằng dầu thì dòng máy dầu nó sẽ đắt đỏ hơn các bạn nhé.
cái dòng máy điện này thì mỗi lần mà phải di chuyển đấy các bạn ạ, thì lại phải mất một người để kéo cái dây điện này đi để tránh máy nó bò nó vướng vào. Nhưng mà máy điện thì khi làm nó đã tiết kiệm được chi phí nhiên liệu. Đấy, nếu như hiện tại dầu 1 lít dầu thì có thể mua được khá nhiều điện rồi các bạn ạ. Đây, ôi, mặt bên hông. Con này cabin trượt đúng không? Con này cabin trượt. Chào. Đây. Về phần cabin trượt này nó có cái tác dụng rất là hay là các bạn ạ, khi mà các bạn nằm ở dưới cái vị trí thấp như thế này này, các bạn có thể xúc vật liệu xây dựng, xúc cát, xúc đá hay xúc cái gì cũng được thì là dễ dàng. Nhưng đối với những khi mà mình bốc tàu này, rồi mình bốc những cái gì nó ở cần ở trên cao thì cái cabin này có thể nó trượt lên hẳn trên cái nóc trên cao này được các bạn ạ. Cũng rất là dễ tiện lợi. Nhiều người bốc tàu thì sẽ dùng những con cabin trượt này, hoặc là đi phá núi, đi phá nhà ấy, dùng cái cabin trượt rất là hay. Mình có thể là đứng ở tận trên quan sát được những cái ở dưới thấp, khá là hay đúng không? Một cái cabin trượt thì có rất là nhiều tốt cái lợi, nhưng bên cạnh đó thì cũng sẽ có nhiều cái hại đi theo bạn ạ, chứ không phải là vẹn cả đôi đường. Quả cầu quá to luôn anh nhỉ? Phải nói là to. Chưa từng thấy con máy nào quả cầu nó to như thế này. Cabin này thì được thiết kế lòi ra phía trước và rất là cao, cộng thêm với một cái đường ray như thế này, giúp cho con máy của chúng ta có thể dễ dàng trượt khi mà nó làm ở các cái địa hình khác nhau các bạn ạ. Quả cabin này ngồi lái con này chắc cũng phê pha lắm này, xích xiếc này, gầm bệ của nó. Tiếc là không được vào bên trong để xem nha. Coveco. Đấy. Đây, hai bên gầm đây các bạn này. Xích này nếu như mà nó dính bùn, dính đất vào ấy thì ban đầu mình nhìn nó có dấu tưởng như là nó lót thêm một cái guốc cao su vào. Về cái phần cabin thì cái cabin của con này nó trượt lên trượt xuống được, nên là cái cabin nhìn nó vát và nó hơi vếch lên một tí so với những con máy thông thường các bạn ạ. Rồi, con này mà đi xúc khối lượng nhá, xúc đất lên ô tô hay là xúc khối lượng thì chấm hết. Những con gầu độ bằng như thế này thì nó rất là phù hợp khi đi bốc tàu này, rồi dọn cát hoặc xúc cát nói chung, hoặc là xúc khối lượng ấy. Thì những quả gầu như chất lượng như thế này thì quá tốt luôn. Quả lạ các bạn. Quả chú mưa thôi đúng không? Đấy. Rất tiếc là không được vào tận bên trong cabin và khám phá bên trong động cơ cho các bạn cùng xem. Nhưng mà chỉ cần ngắm nhìn em nó từ một cái góc ngoài như thế này thôi thì cũng đã thỏa mãn được cái ý muốn và cái mong ước của những anh em lái máy rồi. Đối với những anh em lái máy nhỏ giống như mình đây, thì để sở hữu và được chiêm ngưỡng những con máy to này thì không có gì phí cả. Giống như các bạn đam mê ô tô, đang đi con xe cỏ mà được chiêm ngưỡng, được sờ thử những con Mercedes thì chắc hẳn là rất là vui và sướng rồi các bạn ạ. Nhiều khi là những con máy đời cổ, đời thấp, nhưng mà được là máy to, máy khủng, một lần lái thôi cũng đã có rất nhiều cảm giác khác nhau rồi các bạn. Đó. Đấy, như vậy thì ngày hôm nay thì mình đã cùng với một thằng cu em ơi khám phá cho các bạn một con cá voi xanh đang mắc cạn ở trên bờ sông. Đấy, một siêu phẩm rất là to, độ quả gầu long lanh luôn. Rồi, video của mình hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha. Siêu khủng luôn. Xin chào.